bánh xe lật ngược luôn rồi. Nó lật ngược lên không anh? Cái đó bánh xe mà lật ngược luôn rồi. Bánh xe tông gãy xe luôn rồi, ủa gãy cây luôn rồi. Cái bánh má lật ngược luôn. Ừ, ghê quá. Má nổi da gà luôn trời. Ủa sao có hơi thở lên kìa. Xe trong xe còn má này chạy lẹ dữ lắm rồi mới bay qua tới đây được chứ đụng má. Cái bánh xe phải không? Là bánh xe đó, nó gãy đó. Thì đầu đụng bên kia qua luôn rồi, má chạy nhanh lắm mới chạy. Thấy được cái bánh xe mà lật ngược luôn rồi. Tối 2 giờ. Rồi. 2 giờ ở đây có ai đâu, đụng má. Ở có ma nào. Không thấy bốn người. Hèn gì đó tối ngang đây phải. Không có miếng đèn. Đụng cây này sẽ dội lại liền. Còn này nó bay thẳng qua luôn. Bay. Má kinh này mà sâu dưới ta. Còn cái dấu bánh xe nó bản là nó đúng cái hướng nó nhảy xuống này luôn á. Ổn quá. Này chợn xíu nữa là biết à, núi nó rút luôn rồi. Lú nguyện bánh xe luôn. Như có dành màu trắng, màu vàng. Bánh. Có cái răng của cái bánh không ạ? Đúng rồi, cái bánh xe lật ngược rồi. Tông gãy cây. Bánh xe. Không, nãy có nổi nhớt lên rồi. Lâu nổi nhớt lên. Đó nhớt kìa. Đó nhớt đó. Đó. Nhớt sang. Nó đó. Cái đó giống nắp cầm bình luôn. Không, đó giống cái bánh xe. Xe này bị lật rồi. Đây là bánh xe. Cái bánh xe. Thấy cái bảng là bự không? Ủa, cái bánh xe. Bánh xe. Nhớt xì sao trời. Xe cứng quá. À, nổi da gà luôn. Cái bánh xe. Mới đấy đầu tiên trong đời. Lòng má nó hồi gắn cái bụng vô cái này. Té xỉu luôn á, độ. Trời ơi, cây nó hơi cao đeo không ngồi được à. Muốn xe này nè này. Tới chụp chết rồi thắng. Tới chụp chết là không chết hả? Coi chết hả? Cạc. Cú quả chưa vô mà chụp cái gì? Có mấy người cú quả đi xe ấy lên á. Cậu nó vô, cậu được. Ờ bánh xe màu cam kìa. Xe đó, nó đó. Có ghe đi ngang đâu mà xuồng. Mâm một cam xe nó luôn à.
nước nó cạn rồi đó. Nước nó rút rồi đó. Nước hơi cạn cạn rồi. Hồi nãy em phát hiện ra cái trời đâu rồi. Báo đúng má giận mà luôn. Ai không mang tao đi ngang á. Má ngồi trên mày coi im mày. Em cứ gãy cây là ngon quá. Gãy cây là ngon luôn á. Cây này không gãy đâu, chắc lắm. Gãy theo kìa, gãy cây đó. Nhìn chắc chắc á. Bánh xe đó nè. Đây là mày gãy dưới giới mày thấy một cam luôn hả? Gãy dưới thấy đó à. Đi xuống đây. Cái này là người khác chạy. Đâu, nó chạy lâu rồi, nó xỉn á. Dạ, rồi. Chết luôn. Đúng rồi, đúng quá. Bánh xèo cam nè, nó nè. Ớ, 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 ớ. Má mà, nó chạy sao mà không dính lại cái cây nào ta. Tông gãy cây luôn đó. Bậy, cây đó sao gãy được. Nếu mà gãy, gãy cây là dội nó lại rồi. Nó đang hút nước xuống nè. Ủa lấy nguyên cái bánh luôn. Đó lội xe lên đó, lội bánh lên từ từ đó. Dạ rồi anh nổ lên rồi, nổ bánh lên rồi. Trời ơi ghê không? Người nhà tới ở trong đó, nó phình đó. Còn có mới tối hôm qua nói phình được. Á, em đi em có gạt rồi câu này mà lúc đó nước nó lớn mình không có thấy được gì á. Rồi xong cái nãy người ta mới vớt được cái như cái mũi xe nó lạc nó đụng bảy cái cây đó luôn đó không? Anh thấy không? Nó về nó bánh á. Đụng banh cái này nè. Không ra được về nhà rồi chứ. Dạ. Đang đi coi vớt xác. Nhiều lắm đi. Không. Nhanh này ngồi đây chừng bệnh. Không có sao đâu, cây này êm lắm. Bớt rảnh đi. Chúng đầu gãy cổ đứng vậy luôn. Rồi anh có đeo hai người có đeo nó nguy hiểm rồi vậy. Có gì tao gớt mày đỡ nó lại nha rồi. Gãy cổ chết ta. Mày ngồi mày đứng đó đi, đụng mày cái gì tao gớt vô đầu mày. Lầu mẹ mày. Đâu rồi? Đâu ạ? Cái này chắc người nhà của người ta giàu lắm mà chứ. Người nhà của người này giàu lắm. Chắc giàu lắm. Nó chạy xe ô tô. Cái xe cái số tự động gì vậy? Cái nó quắn quá. Nguyên cái bánh luôn được. Rồi cái này đủ nguyên bánh lên luôn rồi. À chiếc xe du lịch tối đi nhậu về nó lủi xuống sông luôn rồi Phương ơi. Xe cảnh sát tới luôn kìa. Lật ngược xe luôn anh ơi. Chổng bánh lên trời luôn rồi. Rồi cứu hộ ra kìa. Mày vỗ tay mày. Đi quá rồi đó. Lần đầu tiên trong đời mới thấy. Còn lớn chưa thấy gì. Nó đó anh ơi. Chắc cứu luôn rồi. Mâm vàng. Bây giờ kéo qua. Hay quá. Cột cho cái xe kéo vô bờ. Đầu tiên. Bây giờ cột cho cái xe kéo vô bờ. Trong quảng trường nè Nhân ơi. Lên tiền rửa ơi, ô tô lên tiền rửa ơi. Từ. Bốn kính nó bấm kiến lên lấy gì bốn kiến. Vậy mới chết thôi chứ.
xe lật ngược. Cái này là bánh sau á. Bánh sau bánh trước kìa. Quảng trường. Trời ơi. Đặng cái người hai bên đây đóng rồi. Còn. Quảng trường ra trong cái cầu á. Bà vợ ơi. Chết rồi. Má ngồi trên cây là hết bóng luôn á. Quay phim mấy ông thần nụ má nhảy dưới chết luôn á. Nó để một cái lên đường nữa. Cái này mà làm xong rồi xuống lặn dưới chắc có độ dưới. Có, thôi mày lặn đi. Có. Sao mà da kém dưới. Chứ thật nhiều lần rồi sợ lắm. Có mày lặn với ông đó. Lặn đủ rồi, lặn xuống hụp lên nữa, nóng nữa. Đứng lên một đường rồi. Đóng hết. Đóng chứ đóng mới chết, không đóng đâu chết. Đóng đâu mà nó đâu mở cửa được đâu. Cái sỉnh nó cũng mỏi có được, không có nhảy được ra được. Cái này chứ nó lớn sao trời. Quá kinh khủng luôn. Quá trời kinh khủng. Mát. Rồi chắc kêu xà lan đứng đợi quá. Nghĩ sao mà áo phao vậy trời. Nhỏ anh đứng đây. Ôi nước chảy xiết ghê trời. Đâu. Mâm vàng đúng rồi nó đó. Xe nó luôn à. Đúng vậy, đông dí ta coi thử phải đứng cái bánh xe đó không rồi nó mới xuống đó lại nữa. Nam nhé, họ còn không bao đi. Này phải có bầu tiền điện Úc ra coi. Không có chỗ nào xuống chân trời. Chắc còn ngồi đây luôn. Đây. Cho con xuống đi. Xe nó chìm á. Tự nghe cây nó dầu nó xình nó ấy là. Ủa. Đi đâu hả? Hay không cần. Ngon vậy. Cài vô chút xíu đó. Đủ cột dây được rồi. Tông gãy cây. Ngay đầu cầu, ngay trên cầu anh, ngay đầu cầu á. Đây mấy trên đầu cầu khoảng chừng 200m nè. Nghe rồi. Đây
trong xe có ba người mà. Một người có bầu. Vụ mấy nay Facebook chia sẻ đó Thanh. Vụ Facebook chia sẻ. Hai vợ chồng với thằng em đi chơi trên chiếc mẹt khuya về tông xuống sông luôn rồi. Dạ anh sập. Mấy mà chị khó khăn hơn rồi hả? Đó này. Trời khỏi mày. Đây. Má mày đu đu quá, hồi tao gớt luôn quá nhỏ. Không có gớt đâu con. Má không mày leo lên tuốt cho nó mày đứng chảnh luôn đi mẹ đi. Đấy, chưa. Bà lú Nguyễn nằm lên luôn. Đây còn thấy nguyên cái bánh xe luôn. Lên dầu rồi. Bên đây là coi im nhất luôn. Chuẩn bị kéo xe lên. Đã kéo xe lên rồi đó. Ê, má không má. Ủa da trời ơi trời. Ừ.
Nói nhà của hai anh em giờ chết trơn luôn. Ôi phải nó đậu xe đâu rồi? Không ra hai chiếc xe biết đó. Xe cẩu vẫn bị cẩu rồi. Ừ, ngay vào cầu Long Hòa nè. Người ở trong xe nha, người ở trong xe, ba người. Người đang ở trong xe luôn, không có ra, không có ngoài. Người kẹt trong xe. Tông thẳng vô cây bần luôn. Tông thẳng gãy cây bần. Người trong xe nha, không có tìm được ai hết, trong xe hết. Tông cây bần gãy ngang, xe lật ngửa. Đang đợi cứu hộ kéo lên. Đang trên quảng trường. Coi mệnh. Thở gì vậy? Như là có hơi thở nên kìa. Gì vậy? Vụ gì vậy? Đủ các bạn đang coi đây nè. Tôi đứng ở trong cái đường nhỏ bên cầu á, qua cầu quẹo vô á, đối diện quảng trường á, hiểu không? Trong quảng trường quốc lộ 50 nè.
cô. Ừ. Được trái vô chứ. Đối diện quán trời. Bạn cứ đi đi, bạn thấy đông rồi bạn quẹo vô à. Để cưới kìa. Xe kéo cưới kìa. Cậu lên được không ta? Cậu lên nổi không? Cậu này là đậu kéo cậu này chỉ kéo vô thôi. Kéo qua bản thì được. Rồi kêu cứu hộ vô tiếp hả? Đúng rồi, cào Long Hòa nè. Trong xe vẫn còn 3 người luôn. Cái gì vậy? Điện gì vậy? Ừ, còn quà này có cái xe nó nằm dưới kinh mà mới lót thánh lên nè, nước còn đầy, nước đang càng cạn nè. Coi đông quá trời luôn, còn quà mà đi vô chừng 200 mét cái hẻm á. Nó lủng dưới luôn luôn, không biết mấy người chết không. Này chắc thằng em nó chạy quá. Coi đi rồi mày biết. Chắc đưa cho thằng em chạy hay gì nè. Cái này mà người chủ người mà ai người biết cũng đây này chắc người nhà cũng người này chắc phải mua nước cho mấy người công an con dây đó gỗ quá. Quảng trường quốc lộ 50 Mỹ Tho nha. Ở thế là cũng có té nước à. Người nhà hay hết rồi. Tông gãy ngang cái bần luôn mà. Cái
Có người nha, người còn ở trong hết nha, ba người, hai trai một gái, gái có bầu. Có người luôn nha. Công an đang bàn bạc phương án trục vớt. Ở Mỹ Tho nha, quảng trường. Đúng rồi, ngay cầu Long Hòa luôn á. Đi nhậu ở cao kia XO về. Tông xuống sông luôn. Tông gãy cây bần luôn nha.
nhân vẫn còn trong xe. Khoảng 2 giờ đêm. Bốn cửa đóng hết nha. Đóng mới chết thôi, đóng đâu chết. Trong quảng trường quốc lộ 50 nè. Đúng rồi, người ở trong xe hết. Mỹ Tho. Ngay cầu Long Hòa nè anh Tổng ơi. Đúng rồi, ba người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đang đợi xe cứu thương lại mới vớt lên được. Mercedes nha. Gia đình mấy anh em với người vợ đi nhậu về bị tai nạn. Không biết thôi nha. Chắc chạy nhanh lắm, tông gãy cây bần luôn mà. Qua nửa sông luôn mà. Đó, gãy cây bần đó. Xe nó bay qua nửa sông luôn mà. Nước đang rút từ từ. Hồi nãy là không có thấy bánh xe đâu, nãy chỉ thấy bọt nổi lên thôi. Nãy thấy con bóng nổi thôi. Đúng rồi, bay từ bên kia sang luôn. Qua nửa sông luôn. Tôi nhớ. Ừ, kẹt cả trong hết luôn. Cửa xe đóng hết mà, đâu có ra được. Tối chắc nước lớn, đâu mở cửa nổi. Nước lớn là bít đường mở cửa. Mình nghĩ là còn nha. Để đâu bạc tí gì vô ạ? À?
còn ra còn cái chân chống rồi giờ thấy cái con xe không lại cái chân cùng cái ké nữa. Cái hồi ai cũng loại bộ vậy không? Lâu rồi, từ đêm hôm qua hôm kia rồi. 2 giờ sáng hôm kia rồi. Đúng rồi, vụ đó. Xui quá xui. Má này chạy phải 80-90 quá. Gì đâu mà qua nửa sông luôn mà. Này nếu mà đạp lẹ chút nữa là bay qua đây. Ờ. Chỗ này là gần qua rồi. Lẹ là bao nhiêu nữa giờ trời. Cái này đạp lẹ miếng đó là bay qua đây luôn rồi. Đúng rồi, có một người đang có bầu. Sợ không dướng đâu, nếu mà dướng là lộn mày nó dội lại rồi. Dội lại dính nó chồng nó rồi chứ đâu có ra tới đây được. Mercedes nha bạn. Nhiều khi chiếc đó kéo luôn á. Kêu giao thông vô vẻ hình rồi. Giờ chỉ chục phớt thôi chứ không cứu được đâu mấy bạn ơi. Khuya ông kia rồi. Chắc là do nước lớn á, mở cửa không có được. Quảng trường Mỹ Tho. Yeah.
đi luôn khỏi bơi. Bơi không đi luôn kìa. Bơi qua không nổi. Bơi không đi luôn rồi. Hết đi luôn rồi. Cố lên. Rồi ok. Đưa em giờ thấy thì cảm động. Dạ. Trời. Nó tội nghiệp quá. Lại. Đúng mẹ vô đấy, vô. Không biết nữa anh ơi, làm què vậy lâu quá trời lâu. Cho đúng quy trình nữa mà. Lô. Đứng tốt chân rồi. Ủa anh đâu phải bển đâu. Bên đối diện. À. Còn người trong xe. Tông gãy cây. Gãy cái bần lên bần ơi. Nghi là đưa thằng em cầm lái.
Đang khám nghiệm hiện trường tông gãy cây bần.
giờ khuya hôm qua đi nhậu về ba người. Tại vì bữa nay cây bần nó mới héo lá nè, ta mới thấy nghi nghi nè. Ở dưới sông thì có bọt nó nổi lên. Hồi sáng thì không có thấy cái bánh xe đâu, sáng nước lớn đâu có thấy bánh xe. Sáng chỉ có bọt nổi lên thôi, bong bóng nổi lên thôi. Còn 40% pin, không biết sao đây. Nhân ơi, đem cho anh mượn cục sạc vô phòng Nhân ơi. Đi qua bên chạy qua bên cầu á, quẹo cái đường ngay cầu á, quẹo vô Nhân. Sợ vô không được thôi, đông lắm rồi. Rồi mày leo lên nữa. Không. Nó đạp cũng ít lắm, nó đạp lẹ chút nữa bay qua đây luôn là không ai. Nếu mà đạp nhanh chút nữa là bay qua đây luôn, bay qua dính cái đầu ngay đây. Khúc cho anh có kiếm không? Anh để định vị khúc cho anh có kiếm không? Đâu nó muốn che chào anh rồi, chào mấy dặm vô đi che kiếm. Nhóm đợi lâu lắm. Má giờ có ai trong con chạy trên phòng trời mẹ đó. Em ngồi nó kẹo quá. Anh Hai ơi, xếp cho em cục sạc vô phòng anh Hai ơi. Này không phải nó đụng vô cây đâu. Đụng vô cây dội lại liền. Tao nói đụng gãy cây rồi. Nếu gãy cây là dội lại liền.
Đâu có đường nào vô cây, sợ nó mang xéo qua đây luôn rồi. Sao mà gãy nổi. Không có đường nào gãy cây được. Nếu mà gãy cái cây là rồi, dội lại. Cháu nhảy vô, xin cho, xin cho vô. Dạ. Ủa thì sao cái thằng đó chưa đặt xuống trước tao. Đặt cửa tiếng lại luôn. Cái gì? Mày thấy xe này nè, nó mới có người nữa. Có là 4 kiến đóng mà. 4 g dư sức mà sợ hết pin thôi. 4 kiến nó đóng hết rồi. Có thì nếu mà nó lên được là có dấu hòa là... Nếu mà nó lên lại về nhà rồi. Hết hy vọng đó. Mù đứa nó xuống đây nè. Đang chờ cái gì á. Giờ cậu lên nè. Xe chuẩn bị ve vô rồi. Xe ve vô rồi. Này giống như là về cái xưởng đó không? Cái gì này nó trong đây hay gì mà. Không sợ thử cái nó ôm xuống kìa. Lá bơi xịn dài lên đầu. Cậu ơi. Đó, qua bên đây hả cậu lên thì không thấy người rất là thích. Đứng bên kia đâu cho vô đâu. Còn 4 mấy trăm à. Dọn địa hình liền á. Ồ. Đâu vậy? Chưa. Quảng trường. Cao Long Hòa. Dạ. Mới xuống hả? Mới giờ xuống hả? Con bệnh nó chơi vô đâu. Con bệnh không có chơi vô. Bệnh nó gào rồi. Đâu có vô. Không biết nó có dán kiến không? Nếu nó dán kiến mình không thấy chứ mà nó không dán á, mình nhìn thấy được á. Cậu là nó lúc cậu là có dán kiến á. Còn kiến trước. Trời ơi, đủ quá. Lựa chỗ ấm ngon quá. À, ngay thì dưới. Anh thấy bánh đâu? Từ nãy giờ ngồi đủ quán quá vậy. Xíu cho em xin Facebook nha. Xin Facebook. Kiếm lộ tăng hoài. Nhớ cái chàng cũng mở. Giờ chàng nhiều quá, lại chàng ít lắm. Giờ chàng nhiều quá. Nãy không thấy cái bánh luôn. Mà sáng là đâu có thấy cái bánh đâu. Sáng là chỉ nổi bọt anh thôi. Hồi đi thẳng này luôn. Ra đường quốc lộ 50 chỗ chơi á, cái tường. Quên đó bả nó hả? Nhà hết gì vậy? Nó mà ra chơi rồi nó có dấu này. Nó ra được nó về nhà luôn chứ. Đâu ra được, nước lớn là mở cửa đâu có được. Ép vô. Không cửa nào mở được chứ. Bây giờ nếu mà nó tỉnh bấm kiếm được á. Cửa không ấy luôn. Gặp tấu nước lớn nữa. Bấm kiếm xuống đâu có bị ảnh hưởng nữa rồi. Nếu mà đâu có bấm được, không bấm kiếm xuống được. Không được. Không được. Nó ép đâu bấm xuống được. Không được. Được, không được. Nó có thời gian trong nước mà.
Đúng rồi, chiếc mẹt. Cũng vậy thấy bốn ba mươi mấy con nhả nữa rồi. Đủ mấy bên kia thả qua mẹ cho. Trên đó người ta thả xuống mẹ. Bơi mệt chết mẹ. Bơi lấy qua. Còn 40-100 bên. Ai cứu dùng cục sạc dự phòng đi. Lúc đặt ai đặt á, lúc ai đặt anh chia sẻ á. Tôi nói chuyện trực tiếp với anh á. Anh nói chuyện trực tiếp ở trong nhóm lớn mạng này nữa. Hôm qua anh đi kiếm có 12 máy nữa rồi. Má đuối quá vậy làm được cái ngủ. Má mà xui. Cái này tới ngay đây cũng không đâu ai biết. Ngay đây không ai biết á. Bánh trước bánh sau mày. Không có nhà ở đây chưa. Bánh sau á. Má ghê biết ghê gì không. Chỉ có bạn luôn nơi có công trình. Có cái nhà màu đỏ, có nhà màu đỏ. Mà cái nhà này, cái nhà tôn đỏ. Thầy bói hả? Thì nói cũng là ná rồi. Nói là ở đây ngập bùng nữa là biết rồi. Chiếc xe này chú cắm cái cầu tin nhắn còn đó. Nói ghê không? Nó là biết chiếc xe hàng gia đình mang đó. Đang bị bùng ngập mặt. Hồi lâu lên là biết rồi. Hai anh em ruột. Hai anh em ruột với vợ. Đó có hai anh em. Nhà có hai anh em à. Nhà cô giáo nữa. Ngày lúc trước chung khối em rồi. Mới ăn rồi. Trước ra quân phê lúc mà chưa đi quân đội á. Để bánh xào quá không? Bánh xào quá. Lúc cái bài chú cái đầu chú được xe thêm. Ví dụ nó bay mạnh đó, cái chớn nó không mạnh đó. Nó phải là qua tới đây nè. Bay qua tới đây nè là nó xong rồi phải không. Cái chớn nó mạnh đó. Cái đầu nó tới đây, cái đít nó nhẫn, xuống để cột dây để kéo lên thôi. Chứ đâu có cứu người được. Người chết hôm qua rồi. Đó cũng là mạnh 8-9%. Trên nó không xả lấy gì. Đây đây đây. Đẩy mạnh lên. Nè 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 này. Dạ cái này vô cái bánh xe kéo. Mạnh rồi. Lo nghe nè. Lại đây đây vô đây vô đây. 25.000 trăm. Có cái cần đó. Đẩy lên cho người ta kéo hết trơn. Đẩy lên. Cây. Nếu vô cây rồi cây tới hết. Cây đục nào ở tầng dưới nha. Không vô cây. Không vô cây. Buông luôn khỏi cần. Buông đi. Kéo đi chú Vinh. Kéo qua đi. Hay quá. Trả cá qua đi. Trả cá đi. Mà bên đó nó không xả cá, nó bắt kéo thấy mẹ luôn. Trả cá đi. Nó chưa xả cáp đó là kéo lòi con chê luôn. Rồi không còn dây luôn rồi lấy gì kéo. Cáp nó nhiều rồi. Rồi.
anh tao thử là có người ở ngoài đóng cửa. Ôi, có người được gì đâu, đâu có được đóng cửa hết rồi. Hết con mẹ cáp rồi. Kéo không được đâu, nó dính sình mà nặng lắm. Cáp của nó không tới. Nó dính sình nặng lắm. Á vậy sao. Bỏ dây thì vô làm tư rồi, kéo về bển bóc cáp bển ngược qua, kéo về. Kéo về bển cậu lên. Dây này đâu hai cộng rồi, thả cho nó một cô dân này kéo lên lên. Tình hình là cáp xe không qua tới. Nhập ba cộng lại đồ đưa bển lôi về bển xong rồi thấy không nữa hiện trường bển đóng đồ rồi đó. Có nguyên cộng cáp viên. Hết cáp rồi. Ủa má. Đây cáp gì? Kìa thêm kìa. Tắt cáp qua đây hai cáp đi. Cột qua đây ta kéo qua. Cầm cáp rồi đây xa xíu rồi. Dây lại đi cho kia nó ra. Cột cho cái bằng đi cho kia đu qua để kéo nhìn nhìn con dây này cho nè đu dây ra. Ừ đúng rồi chứ có bồn đó. Con này đu dây ra. Ờ đu theo dây luôn. Không có dài. Rối cáp luôn. Đi luôn sao máu. Không phải nó bóc con xe trước nè. Nó tính làm mà. Cái này nặng, cái cầu cáp lắm. Giữ dây lại cho đi. Đó, không. Có là giờ đó, cho bà ăn. Cáp luôn. Cáp cầu lên luôn á. Thôi công an rồi. Không chữa rồi, không chữa rồi. Đụng được đâu. Thôi khùng quá anh em không. Cuộc xong mà lôi lên giữa chừng rớt tiếp chửi dở. Đâu cho vô. Nó phóng viên không á. Nó phóng viên mà đâu cho vô. Luôn vòng quanh bánh cũng được mà. Luôn vòng quanh cái trục bánh à. Vô nói chui là luôn ra đây. Luôn vào bên trong cái bên trong cái trục bánh không có. Còn không lộn qua cái khe bánh đó đó. Cái lên mâm bể. Bể mâm luôn hả? Cái mâm nó lộn luôn kéo bể à. Này chỉ lấy xe kéo lên thôi chứ sao nhớ. Nhường luôn. Cuột hai bánh. Ba mươi ba phần trăm lỗ
Không biết đủ không đây? Bánh xào quá. Bánh xào á. Bánh xào. Còn 33 trăm bên à. Chắc là kẹp, chắc là đủ. Mấy này đang đi học chứ chưa ra trường. Rồi buông dây ra cho bệnh kéo về. Thêm một chiếc xe cẩu. Nhanh, nhanh. Đâu, kêu xe cẩu vô là xong rồi. Đập cho ông Tám ơi. Thôi. Thả dây, thả dây. Không hẹn. Kêu trả dây. Nói sớm quá. Chút sang mình không lại đi. Nghe tiếng nào quen quen ta. Anh Thành tối nay là ai đòi quyên hội em. Tối nay chắc không biết em mừng ra uống rượu hay chưa. Từ đầu tới giờ mới tối nay uống rượu không đi. Hả dớt rồi mà không có nói giọng có thể uống bia còn hả có nói giọng uống rượu. Uống rượu không cháo. Lên nè. Đó. Sau cái đít. Bên sau mà quay sát ra nè. Má tét mâm luôn à. Nó đụng mà. Cái đầu đây nè. Đụng nữa gãy cây đó. Nó đụng gãy hả? Sao gãy được? Sao gãy được? Nó gãy lại dội lại rồi. Nó liếm thôi chứ không có đụng thẳng được. Xe nó đụng vừa gãy. Cây đó chắc đóng lâu nào. Nó chỉ liếm nhẹ thôi. Giỡn hoài không? Má nó mà trồi ra chứ bỏ chạy hết luôn. Ủa mẹ nó ló đầu lên nó chạy giải tay chào hết chết luôn á. Nó giải đầu tay chào. Đụng.
đêm quá giờ rồi. Trời ơi. Gãy mâm. Có người chắc rồi. Rồi có người rồi. Có người. Người trong xe nha. Người vẫn còn trong xe. Có người không? Không có qua được, không qua bên kia được nha mấy bạn. Có người. Nó đâm thẳng vô luôn, nó đi thẳng vô luôn mà. Nghe. Chưa đang kéo lên. Thấy cái lồn xe nhán kiến thấy mà đụng. Nó đâu cho vô đâu qua. Đụng mẹ nó kéo úp mà đâu có kéo ấy đâu ba. Không có qua được, công an không cho vô. Má xịn luôn à. Còn 26% pin. Xịn luôn á anh. Gặp xịn luôn rồi. Mỗi tay vải. Lên chảnh xong mới lấy ra. Cái
gì vậy bạn? Đi mọi người là đi dưới đây luôn đó. Chứ không phải là mình anh đâu. Đây là đi hết luôn. Có gà anh đi làm rồi, anh đâu có đá được. Quá mấy người nó coi cũng có tâm rồi. Sắp hết bên rồi anh Tiến ơi. Giờ cũng ra không có được luôn nữa. Không có đem sạc dự phòng mới chết chứ. Chưa có xài được cái gì luôn á. Má gãy cái nhắn té luôn. Nó không đỡ là mới cho con hả? Đi xuống làm đi. Rồi bị con gãy cái lo lại lấy tiền luôn chứ. Chơi xài để gì lỗ như chị. Bị tai nạn từ đêm hôm qua rồi, không có sống nổi đâu. Đâu? Mẹ ba ngu. Không có giảm á, đừng buồn. Chẳng làm rồi. Nhét vô bánh rồi. Ok rồi đó, ok rồi đó. Bị nhắc nữa. Thôi chào. Coi luôn á. Cái này là luôn á. Cái này nó bóc bằng luôn á. Vậy có thấy được người nữa thấy chi dạ ai ăn cơm dạ cô báo lên con người thì giờ đang báo hoài đến chuyện cô báo với mình thì người dân có cha lớn người cha lớn à cần xuống quá rồi lớn nổi rồi hết đi hết vậy vậy mới dễ xe lớn nhiều má dân nó cần cần không tới cái chỗ xe luôn tư nhân là người chết đúng không không phải cứu bự má đưa chị Nhân ơi em đâu rồi Nhân đi xuống cái nữa là lên tới rồi. Xe đó là hết rồi. Đi là đâu lên đi đâu. Đó nó cậu thêm mấy không? Cậu thêm mấy không? Đó. Đi bộ vô Nhân. Đi bộ vô. Ông đóng quần quá là 1169. Cậu
lấy nước trên nè, mới quay chết mẹ tới giờ là đi nhé. Nghe nào, nghe nào, nghe nào, nghe nào. Còn bạn kia không cho vô. Đi chút xíu đi. Dạ ơi, tôi đang gác thì không có té đó. Sao không được. Dưới tàu nó hoài vậy đó. Sao lên nổi vậy? Đâu có. Đâu. Nâng chậu lên. Nâng cái chậu không nâng. À, mày lấy nó hả? Đợi chút đi rồi ra mình đi chiến đấu. Chứ cậu đứng, cậu đứng nổi. Cậu nổi, cho nâng lên cao lưng. Không ừ. Nổi, không nổi, cái chẳng xe rồi đó. Nó tuốt ba bụng vô trong cái xe. Ờ cái mắt nó nhét ra luôn rồi kìa. Cái đèn của xe chia buồn bán nhà bán cửa vấn đề đi biển số 361 69 111 69 rồi 20% bên chắc được chắc kẹp chắc đủ cười ha ha con cặc đụng luôn mà đụng mớp mớp đầu luôn mà gãy cây luôn mà còn 20% pin à chắc kịp chắc đủ phải có chiếc kia phụ nữa mới được nó đâu cho vô đâu, nó có khám nghiệm nữa mà, tử thi nữa mà. Vô. Ôi. Đúng vô. Bye.
hai cái cậu tao đưa cái cây cái hai cái chống mày dài mày nói đâu á nhỏ tắt mẹ thì hỏi ai còn pin tag cho.